Tăng follow Twitter được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ phát triển kênh tiếp thị thu hút thị trường nước ngoài. Nếu bạn đang muốn mạng xã hội Twitter của mình thật ấn tượng và thu hút thì đừng bỏ lỡ 5 gợi ý dưới đây nhé. 1. Chia sẻ link profile Twitter lên các trang mạng xã hội khác một trong những cách làm thủ công. Nhưng lại không mất phí để tăng follow Twitter đó chính là chia sẻ link profile Twitter lên các trang mạng xã hội khác. Ưu điểm của cách làm này là không mất chi phí, tăng được lượng follow Tuy nhiên lại tốn nhiều thời gian và lượng tăng không đáng kể, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà bỏ qua cách làm này nhé. 2. Đăng bài lên Twitter thường xuyên Đăng bài thường xuyên trên Twitter sẽ tăng tiếp cận với người xem từ đó sẽ giúp bạn tăng thêm lượt theo dõi. Để có những thông tin hấp dẫn, bạn nên thường xuyên cập nhật những tin tức mới, thu hút đối đối tượng người theo dõi nhất định theo chủ đề. Bạn có thể lựa chọn đăng những nội dung lan truyền, không đăng nội dung đà kích thu hút mọi người dễ dàng chia sẻ, từ đó sẽ giúp tăng follow Twitter nhanh hơn. 3. Đăng bài vào thời điểm thích hợp cũng giống mạng xã hội Facebook thì trên Twitter người dùng cũng hoạt động theo những khung giờ khác nhau. Vì vậy, hãy lựa chọn những khung giờ có nhiều người hoạt động để tăng lượt tiếp cận. Thực tế cho thấy thời điểm có nhiều người xem sẽ rơi vào khoảng 9-10 giờ sáng. Do đó bạn có thể đăng bài vào khung giờ này để tăng lượt xem nhé. 4. Sử dụng thẻ hashtag, tại sao bạn nên dùng thẻ hashtag Việc đưa hashtag vào bài đăng là một trong những cách tiếp cận thêm nhiều người một cách hiệu quả, giúp cho người xem dễ dàng tìm kiếm và theo dõi những chủ đề liên quan tới sản phẩm trên Twitter. 5. Mua follow Twitter từ các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín một trong những cách hiệu quả để tăng follow đó là hãy đầu tư bằng việc mua follow Twitter. Việc làm này sẽ giúp bạn đạt được lượt follow như mong muốn. Bạn chỉ cần tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, xem xét giá cả và chế độ bảo hành để đảm bảo uy tín. Một trong những gợi ý cho bạn đó chính là Auto Marketing Pro, một trong những đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Tại đây bạn sẽ được tư vấn các gói mua follow Twitter theo nhu cầu. Cùng những chính sách bảo hành cực kỳ hấp dẫn trong vòng 30 ngày, hỗ trợ tăng follow nếu bị tụt. Đặc biệt, chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ hoàn toàn an toàn cho ước cao của bạn trên đây là năm cách tăng follow Twitter hiệu quả. Với những chia sẻ trên hy vọng kênh của bạn sẽ ngày một phát triển và ấn tượng. Chúc các bạn thành công tổng hợp các dịch vụ iSocial, ISO, dịch ISO, vụ ISO, Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok Cam. Kết dịch vụ bảo hành 3 tháng. Giá cạnh tranh nhất làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí hotline 08 7749 6688 Zalo 08 7749 6688 Marketing.pro, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, iSocial chất lượng cao, dịch vụ Facebook, Dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro hotline 0877 49 6688 để được tư vấn miễn phí.